Hello, xin chào tất cả quý bạn và quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube của nhạc cụ Minh Phụng. Và mình là Ngọc Đen. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng cái đàn piano điện Cushman KS3, một thương hiệu đến từ Anh Quốc. Như các bạn có thể thấy, trước mặt mình đây là một cái đàn piano điện Cushman KS3. Dòng đàn piano điện KS3 này thì gồm có hai phiên bản màu, đó là một phiên bản màu trắng và một phiên bản màu đen. Thì ngay tay mình đây là phiên bản màu trắng. Và các bạn có thể thấy cái đàn piano điện này trông rất là nhỏ gọn nè, thiết kế rất là gọn gàng luôn. Ngoài việc các bạn mua về để tập đàn, để chơi đàn, và còn ngoài ra mình có thể sử dụng làm bàn học hoặc bàn làm việc, hoặc cũng có thể làm bàn nhậu cho anh em chúng ta nhé. Cái đàn piano điện Cushman KS3 này là một cái đàn piano điện khá là đa năng. Tại sao mình lại gọi nó là đa năng? Tại vì ngoài tính năng chơi piano bình thường thì cái đàn này còn được tích hợp thêm tính năng organ nữa, để cho các bạn có thể vui chơi giải trí nhiều hình thức khác nhau mà không bị chán. Và ngay sau đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng cái đàn này và chỉ cho các bạn biết điều thú vị trên cái đàn này như thế nào nhé. Như các bạn có thể thấy, trên mặt của cái đàn piano điện Cushman KS3 có khá là nhiều nút. Thì như mình nói, cái đàn này là một cái đàn đa năng, nó được tích hợp cả organ vô nữa nên là nó có khá nhiều nút. Và trên mặt của cái đàn piano điện Cushman KS3 này mình không hề thấy nút nguồn đâu. Nhưng không phải là nó không có nút nguồn đâu nhé các bạn. Nút on và off của nó được đặt ở phía bên dưới cái đàn. Đây các bạn có thể thấy. Đây, nút nguồn nó nằm ở đây. Đó. Bấm vào là bật cái đàn lên. Bên cạnh nút nguồn thì có hai cái lỗ để cắm phone. Phone này là phone stereo nha các bạn. Các bạn có thể đeo phone để tập. Ok. Rồi, để dễ dàng sử dụng cái đàn piano điện Cushman KS3 này thì mình sẽ chia ra làm hai phần. Phần thứ nhất là mình sẽ chơi piano, phần thứ hai là mình sẽ chơi theo kiểu organ. Ok. Phần thứ nhất, chơi piano thì bạn cần những gì? Về chơi piano thì bạn phải cần có độ ngân của tiếng. Làm sao để ngân của tiếng thì mình sẽ sử dụng đến chức năng là pedal. Vậy mình cùng xem nhé. Thì trên cái đàn này được trang bị 3 pedal khác nhau. Pedal thứ nhất là pedal phía bên phải ngoài cùng, là dùng để ngân tiếng. Đây, khi mình không chậm pedal. Khi mình không chậm pedal này. Nhưng khi chậm nó sẽ ngân ra. Đó. Và tiếp theo là cái pedal thứ hai. Pedal thứ hai là dùng để ngân những cái nốt ban đầu mình bấm là nó giữ lại. Ví dụ như mình bấm vào âm đô trưởng, mình dập nó sẽ giữ lại, còn cái nó khác sẽ là bình thường, nó không ngân ra. Đó. Đây mình làm lại nha. Khi mà không dẫn này, thả ra sẽ mất. Nhưng mà khi mình dập nó sẽ ngân ra, nó là bình thường. Rồi, và pedal cuối cùng là pedal giảm âm. Nó mô phỏng lại pedal của cây đàn cơ. Khi mình dậm xuống thì cái lá cờ nó sẽ ngăn giữa cái búa và cái dây để không cho âm thanh nó quá vang. Để mình ví dụ khi mình đánh. Đó, nó sẽ có việc của cái pedal này ha. Để chơi được piano thì một tính năng quan trọng trên cái đàn piano điện không thể thiếu, đó là change bow. Đây là tính năng change bow ở trên cái đàn. Để sử dụng những tính năng mà có cái màu xám như này thì các bạn phải giữ nút shift. Rồi, để mình ví dụ tính năng cái chức năng change bow này luôn cho các bạn xem nha. Đây, ví dụ mình bấm nốt đồ. Khi mình change bow thì mình giữ nút shift và mình tăng nó lên. Change bow 1 thì nó sẽ tăng tông lên là từ đô, nó sẽ lên là đô thanh. Đó, mình có thể tăng thêm lên là thêm một cái nữa. Trên 2 là lên re. Và mình cũng có thể giảm tông. Mình giữ nút shift và mình bấm dấu trừ. Từ đô nó sẽ xuống si. Cũng có thể xuống thêm một cái nữa. Là xuống si giảm. Để về mặc định thì mình giữ nút shift và mình đồng thời bấm cả cộng cả trừ. Thì nó sẽ về mặc định là đô. Ok. Một tính năng nâng cao đó là reverb. Để chơi hay, chơi tiếng piano cảm thấy hay và cảm xúc hơn thì mình có thể bật tính năng reverb lên. Được viết tắt ở trên cái đàn đó là DSP. Đây các bạn có thể thấy chức năng DSP này, đó là tính năng reverb ha.
Ví dụ mình sẽ không đánh đánh mà không có reverb thì nó sẽ như thế này. Khi mình bật reverb thì mình sẽ giữ nút shift và mình ấn vào DSP. Nó sẽ có độ vang hơn một tí. Các bạn có thể nghe rõ mà. Đó. Thì nó cũng hiện chữ DSP cho màn hình. Khi mình chơi piano mình bật này lên chơi nó sẽ cảm xúc hơn một tí. Mình sẽ kết hợp tiếng piano, reverb và độ ngân của pedal. Đấy, nó sẽ hay. Đó. Rồi, ngoài ra trên cái đàn này còn có thể chỉnh được mellow và bright. Là tính năng này, mellow và bright. Chức năng này thì nó có tác dụng gì? Thì nó mô phỏng như cái nắp của đàn cơ khi mình vặn nó sang mellow, có nghĩa là mình đóng cái nắp của đàn cơ lại thì âm thanh nó sẽ không có vang ra bên ngoài. Nó sẽ như thế này. Còn khi mình vặn sang nút bright, vặn nó qua, nó sẽ sáng hơn. Âm thanh nó được thoát ra ngoài hơn. Đó là một cái hay ở trên cái đàn Custom KS3 này. Ok, tiếp theo, để chơi được piano, phần quan trọng trên một cái đàn piano điện đó là chế độ touch. Touch ở đây có nghĩa là gì? Ở đây có nghĩa là cảm giác lực phím nó sẽ khác nhau khi mà mình đánh với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Thì đối với cái đàn Custom KS3 này, nó có đến tận 4 chế độ touch khác nhau lận. Đây, để mình thử cho các bạn xem nha. Thì các bạn chỉ giữ nút shift và các bạn ấn vô chữ touch ở bên này. Chữ shift, ấn vô đây. Khi màn hình sẽ hiện touch 1, 2, 3 và chế độ gọi là off. Rồi, có nhiều bạn là không hiểu chế độ touch có nghĩa là gì thì mình sẽ cho các bạn xem thử. Đây, khi mình đánh nhẹ này, nó sẽ nhỏ, khi đánh mạnh này, nó sẽ to hơn. Còn nếu mà tắt touch đi á, tắt touch đi này, hop, nè, mình đánh nhẹ hay mạnh gì nó cũng chỉ ra một mức âm thanh duy nhất. Đánh nhẹ này, đây là mình đang đánh nhẹ á, cực kỳ nhẹ luôn, đánh mạnh này, nó cũng chỉ có một mức âm thanh duy nhất. Thì cái này phù hợp với tập đàn, sẽ tập còn khi mình đã chơi ok hơn một xí thì mình tăng chế độ touch lên một xí để chơi nó có cảm xúc hơn. Đó, mình muốn đánh mạnh thì nó to, muốn đánh nhẹ thì nó nhỏ. Đó, thì tùy chế độ touch các bạn chỉnh cho hợp ý mình thôi. Có 3 chế độ, 4 chế độ touch khác nhau. Ok, tiếp theo là chức năng metronome. Những người mới học piano thì cần phải có chức năng metronome để đếm nhịp. Các bạn tập piano tập ngón để chọn thì các bạn nhớ giữ nút shift và ấn vô metronome này. Đó, nó sẽ đếm như cho các bạn. Ok, chức năng tiếp theo là duo. Đây, duo có nghĩa là mình sẽ trộn tiếng, mình sẽ chơi hai tiếng cùng một lúc. Mình sẽ giữ nút shift và bấm vô duo. Đó, nó sẽ hiện trên màn hình là R2. Mình bấm lên lần nữa hiện R1. Rồi, tiếng thứ nhất mình sẽ chọn tiếng gì? Ví dụ mình sẽ chơi vừa tiếng piano vừa tiếng sáo thì tiếng nhất là mình để tiếng piano số 1. Rồi, R2 mình sẽ giữ nút shift ấn vô duo, nó sẽ hiện chữ R2 trên màn hình. Và mình chọn là kèn đi, vừa piano vừa kèn, mình ấn vô saxophone. Thì đây là piano vừa kèn. Đó là vừa piano vừa kèn. Có nhiều bạn hỏi mình là em muốn chơi bên tay trái là một phần tiếng khác, còn bên tay phải là một phần tiếng khác thì phải làm như thế nào? Ok ha, cái đàn này có khả năng làm được điều đó nha các bạn. Ví dụ bên tay trái mình sẽ chơi tiếng piano và bên tay phải mình sẽ chơi là tiếng sáo ha. Thì mình sẽ vô phần lower, các bạn giữ nút shift bấm vô lower. Đó, nó sẽ ghi là L là left. Bên tay trái mình sẽ chọn tiếng piano ha. Rồi, đây. Rồi, tiếp theo mình sẽ bấm vô shift và lower, thể hiện là R, có nghĩa là bên tay phải là right. Thì mình sẽ chọn tiếng sáo. Ok, mình giới thiệu nè. Rồi mình sẽ kết hợp bên tay phải là tiếng sáo. Rồi, đó là kết hợp cả hai tay ha. Và tiếp theo là phần chơi organ. Để chơi organ thì mình sẽ kết hợp điệu và tiếng lại với nhau, nó sẽ là một cái bản nhạc. Thì để chọn điệu thì các bạn bấm vào phần style. Đây, có style. Đó, và đây là khu vực để chọn điệu này. Cái đàn này thì gồm có 200 điệu. Ngoài ra mình có thể chép được thêm 10 điệu ngoài nữa, là 210 điệu. Wow, một cái đàn piano còn có thể chép được điệu ngoài nữa. Bất ngờ đúng không ạ? Rồi tiếng,
Đây, để chọn tiếng thì mình sẽ vô phần voice. Bấm vào phần voice. Thì cái đàn này có 500 tiếng. Một cái đàn piano điện mà có đến 500 tiếng khác nhau. Các bạn thấy không? Một cái đàn quá là đa năng đi nhỉ. Rồi, và để chơi organ thì mình sẽ sử dụng bộ phận điều khiển như này: Start Stop, Sync Start, Intruding, Fill A, Fill B và bật hợp âm. Chord Mode là chế độ hợp âm. Thì muốn chơi organ thì mình bật hợp âm chế độ ABC lên nhé các bạn. Các bạn có thể chơi trên màn hình này. Rồi. Ngoài ra, trên cái đàn này còn có chức năng Quantize Setting là hỗ trợ chọn 4 tiếng phù hợp với điệu để cho mình chơi luôn. Đó, một tính năng rất là hay. Dành cho những bạn nào mà không biết chơi cái điệu đó, mình sẽ dùng cái tiếng gì thì mình chọn luôn. Để mình ví dụ cho các bạn được một bài nha. Mình sẽ chơi điệu ballad. Là ballad. Vì trên cái đàn này đã nhiều nút rồi nên người ta không trang bị không trang bị dãy số được bấm nữa, nên là họ sẽ cho mình con xoay để mình xoay. Rồi mình sẽ chơi điệu lớp ballad ha. Mình bật chế độ hợp âm là chọn ABC, bật sync start chế độ sẵn sàng, và sau đó mình sẽ chọn quantize setting là nó tự động nó sẽ lưu cho mình 4 cái tiếng vào đây luôn. Mở 1 là tiếng gì? Mở 1 đây. Mở 2. Mở 3. Và mở 4. Rồi, ok. Mình sẽ chơi thử ha. Mở 1. Bắt đầu. Enjoy định. Tiếp theo, để chơi organ mình có thể chỉnh những cái âm thanh của trong điệu này, trong tiếng khác nhau như thế nào đều có thể tùy chỉnh hết ở phần mixer này. Đó. Ví dụ bây giờ mình bật một điệu nhạc style, mình bật một điệu khác đi ha. Ví dụ bật EDM này. Đó. Mình có thể chỉnh phần bass này, phần rim xuống. Mình muốn chỉnh thì mình phải giữ nút shift, và mình giữ nút shift và mình bấm vô rim thì trên màn hình nó sẽ hiện rim này. Mình chọn nó xuống đó, các bạn có thể tiếng trống mất đi không đó, mình tăng lại này. Thì trong những cái điệu mình chơi, mình có thể tùy chỉnh những cái âm thanh tùy theo mình thích, phù hợp như nào là hợp tai mình nghe mình chỉnh. Có thể chỉnh tiếng bass này, giữ nút shift và bấm vô nút bass thì nó hiện trên màn hình. Mình giảm bass xuống này hoặc là tăng lên. Để rõ ràng hơn thì mình vô hợp âm nghe xe rõ hơn. Rồi, mình giảm nút, giảm tiếng bay xuống nha. Skip và bay. Giảm xuống. Đó. Rồi, giảm chót này. Đó, các bạn có thấy cái điệu nó bị thiếu đi một vài tiếng không? Shift, fray. Giảm fray xuống. Đó. Đó là mình có thể căn chỉnh được những cái phần tử ở trong điệu ha. Rồi, mình tăng lên lại. Đó, nghe nó sẽ đầy đủ hơn. Và cao nhất của nó là 127. Rồi, ok. Rồi, mình có nhận được một số câu hỏi như là em cho em thấy cái tiếng của nó nhỏ hơn cái điệu thì mình phải làm như thế nào? Thì mình vô phần upper, phần unit shift, mình vô phần upper. Đây, mình sẽ tăng lên. Tăng lên 127, nó sẽ to hơn. Mình sẽ giảm lại cho các bạn xem được. Giảm nè, giảm xuống nè. Đó, các bạn thấy không? Tăng lên lại nè. Đó. Rồi, tiếp theo là để tăng nhịp độ nhanh chậm của điệu nhạc mình chơi thì mình phải làm như thế nào? Thì ở đây nó có nút tempo. Đây có nút tempo này, các bạn có thể thấy không? Đây nút tempo. Thì để nhanh hơn thì mình bấm cộng lên lên. Hoặc mình có thể dùng con lăn cũng được. Trên màn hình tempo cũng nhảy nè. Đó, hoặc là mình giảm xuống, hoặc là mình có thể xoay con lăn ngược, kim đồng hồ nó sẽ giảm xuống. Mình có gặp một số câu hỏi của các bạn, đó là khi em chơi organ thì em cảm thấy cái điệu nó rất là to so với cái tiếng, thì làm sao để giảm được âm lượng của cái điệu lại? Thì đây mình sẽ ví dụ cho các bạn ha. Mình bật một cái điệu lên, bật hợp âm lên. Rồi, đây điệu nó to hơn cái tiếng. Thì muốn giảm được âm lượng của điệu thì mình bấm vô acom ha, cộng trừ acom đây này. Rồi, giảm xuống.
Dạ, con số các bạn có thể dùng con xoay. Đó, các bạn có thể thấy âm lượng nó nhỏ lại này, mà điệu cái tiếng nó không giảm. Tăng lên lại này. Đó. Ok ha. Phần tiếp theo mình muốn hướng dẫn cho các bạn đó là chức năng ghi âm. Vì có nhiều người đã hỏi mình là trên cái đàn piano điện như thế này thì làm sao để mình ghi âm. Vậy thì đây, ghi âm là nút record. Mình giữ nút shift và bấm vào phần record. Nó sẽ ra record user song 1. Đối với cái đàn Custman KS3 này thì nó cho phép mình lưu được 10 bản ghi âm khác nhau. Và mỗi bản ghi âm mình có thể tạo ra được 5 cái melody khác nhau. Melody có nghĩa là chắc á, mỗi một melody mình có thể chơi một tiếng khác nhau nè. Ví dụ melody 1 mình ghi âm tiếng sáo, melody 2 mình ghi âm tiếng violon mình bè vô. Tăng phần sinh động và cho cái tăng phần sinh động cho cái bài nhạc của mình ha. Mình sẽ ví dụ cho các bạn, mình ghi âm một bản bằng tiếng piano trước ha. Mình giữ nút shift và bấm vô record. Đó, cái đàn nó sẽ nhấp nháy. Và ở melody 1, nhấp nháy ở melody nào có nghĩa là mình đang thu ở melody đó. Và khi cái đàn nhấp nháy là nó đang đợi mình bắt đầu thu âm thôi. Còn accom này là gì? Accom này là dùng để ghi âm điệu ha. Khi mình cho organ mình có thể ghi âm điệu. Bây giờ mình chỉ cần đánh thôi thì nó sẽ tự lưu. Rồi, để dừng bản ghi âm của mình thì mình giữ nút shift và bấm vô nút record một lần. Đó, giờ nó sẽ phát lại cho mình nghe thử. Để dừng thì mình bấm vô chỗ start stop này để có thể để dừng lại. Hoặc là để phát. Đó, mình có thể dừng lại này. Rồi. Để thêm melody thì mình giữ vô nút shift. Mình bấm vô ghi record một lần nữa. Nó sợ ấy, record user song 1 là cái bài song 1 vừa rồi mình mới lưu á. Mình giữ nút shift, bấm record một lần nữa. Nó sẽ nhấp nháy ở melody 2, các bạn thấy không? Là bây giờ mình sẽ đánh trên melody 2 một lần nữa, bè một lần nữa. Thì nó sẽ lưu chồng lên luôn. Ví dụ mình chơi tiếng violon ha. Tiếng violon. Ok. Rồi mình bấm shift record là để kết thúc. Rồi giờ nó sẽ phát lại cho mình nghe thử. Rồi ok, tiếp tục melody 3, melody 4, melody 5 thì cũng vậy thôi. Còn để xóa thì sao? Để xóa thì mình cũng giữ nút shift, bấm record. Đó, nó sẽ chọn là song 1 này và giữ nút shift bấm record một lần nữa. Đó, nó sẽ nhấp nháy ở melody 3 thì mình không lưu nữa, mình chỉ xóa thôi. Ví dụ melody 2 nãy mình đánh sai thì mình xóa melody 2 đi. Thì làm sao mình sẽ ấn melody 3 và melody 1 đi. Mình sẽ giữ nút shift ấn vô melody 3 và giữ nút shift ấn vô melody 1. Nó sẽ ấn cái nào đi, nó giữ cái còn lại thì mình sẽ xóa cái còn lại và mình xóa cái melody 2. Để xóa thì làm sao? Mình sẽ giữ nút shift và mình giữ nút record. Đó, cho màn hình sẽ hiện chữ delete, mình sẽ ấn Z hoặc No. Nhất là xóa. Rồi, và là nó đã xóa melody 2 rồi. Và nó nhấp nháy lại melody 2 có nghĩa là nó hỏi mình có muốn thu lại melody 2 hay không. Ok, vậy là xong phần thu âm ha. Còn thu âm organ cũng vậy thôi. Thu âm organ thì các bạn bật accom lên. Giữ nút shift bấm accom lên. Nó sẽ hiện accom lên và các bạn đánh hợp âm là được. Ok ha. Vâng, vậy là mình đã hướng dẫn sơ bộ cho các bạn cách sử dụng cây đàn piano điện Custman KS3. Nếu các bạn có điều gì thắc mắc hãy để lại cho mình một comment phía bên dưới để mình có thể làm clip giải đáp thắc mắc hỗ trợ cho các bạn. Và nếu các bạn có thấy video này hay, hãy cho mình một like và một subscribe để bọn mình có nhiều động lực ra những clip hay và bổ ích hơn nữa nhé. Cho mình xin 30 giây để quảng cáo. Nếu các bạn muốn sở hữu cái đàn piano điện Custman KS3, hãy liên hệ ngay đến số hotline của nhạc cụ Minh Phụng 0286676806 mình để phía bên trên, hoặc qua đường link của fanpage và trang web mình để phía bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hẹn xin chào và gặp lại.